Quý vị đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên phát sóng hàng tuần trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nếu như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCE đang được xây dựng nhằm đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thì chỉ số PGE, chỉ số xanh cấp tỉnh, chính là thước đo để khuyến khích hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường. Và vào tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên nước ta đã công bố chỉ số xanh cấp tỉnh. Chỉ số xanh cấp tỉnh PGE là một chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản lý và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Chúng tôi muốn đưa ra một góc nhìn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư về vấn đề về môi trường và phát triển bền vững. Thì dưới góc nhìn này thì doanh nghiệp có thể đánh giá nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như là vấn đề môi trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Thứ hai nữa là chúng tôi dưới góc nhìn của các doanh nghiệp kinh doanh thì phải xem các doanh nghiệp họ đánh giá xem là họ có hiểu biết về những cái chính sách, pháp luật về môi trường của nhà nước ban hành hay không. Việc tổ chức thực thi của chính quyền địa phương ra sao. Cái đấy cũng rất là quan trọng, bởi vì khi mà doanh nghiệp am hiểu, khi mà doanh nghiệp được hỗ trợ, được hướng dẫn thì họ sẽ tuân thủ, họ sẽ hiểu biết về pháp luật về môi trường và những cái chính sách của nhà nước tốt hơn. Chỉ số xanh cấp tỉnh được xây dựng nhằm cung cấp thông tin đầu vào phục vụ cho công tác hoạch định chính sách từ cấp trung ương tới địa phương, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tính bền vững của doanh nghiệp. Một địa phương được coi là có chất lượng quản trị môi trường tốt khi bảo đảm được 4 yếu tố, bao gồm nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thực thi các quy định và có các biện pháp hợp lý để bảo đảm việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường mà không tạo thêm gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp. Hướng dẫn, phổ biến đầy đủ về các thực hành xanh và chú trọng mua sắm xanh. Và cuối cùng, khuyến khích sành hóa mô hình sản xuất kinh doanh thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, theo nhiều địa phương, chỉ số này vẫn cần được cải thiện hơn nữa. Lần mới đó, thì có nhiều cái tiêu chí hơn, thì nó sẽ đánh giá là đầy đủ và nó xác thực để công bố cho một địa phương nó xác thực hơn. Giả sử như giờ, như chỉ số xanh, thì người ta nghĩ ngay tới cái về môi trường. Như năm nay thì các cái chỉ số mà các cái tỉnh là phần lớn là đã có ô nhiễm, rồi cái giải pháp khắc phục giảm đi thì nó nằm trong những cái tập đầu đó. Còn những cái địa phương mà nó có lợi thế, giả sử như ở vùng Tây Nguyên rừng nhiều thì nó có môi trường nhiều hơn chứ. Hoặc là những cái đồng bằng sông Cửu Long thì nó có những cái năng lượng tái tạo, hoặc là những cái nông nghiệp xanh thì nó phải tốt hơn những cái tỉnh có nhiều khu công nghiệp chứ. Nhưng mà đó là một cái bước khởi đầu, tôi tin tưởng rằng trong những năm sau đó thì cái chỉ số xanh này nó thể hiện đầy đủ và thể hiện rõ và xác thực hơn. Nước ta đang trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi xanh, do vậy chỉ số PGE được công bố sẽ thúc đẩy tính bền vững của doanh nghiệp, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy khu vực tư nhân ngày càng nhận thức rõ ràng vấn đề môi trường, cũng đóng vai trò quan trọng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ năm 2018, bể ứng phó sự cố nước thải của khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang đã được xây dựng và có sức chứa hơn 30.000 mét khối. Đây là nỗ lực của cơ quan quản lý môi trường địa phương cùng doanh nghiệp trong việc đề phòng và xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra của hệ thống bảo vệ môi trường. Mặc dù đầu tư hệ thống bể ứng phó sự cố này đòi hỏi giá thành cao và nhiều doanh nghiệp cho rằng chưa hiệu quả, thế nhưng thực tế đã chứng minh sự đồng hành của nhà nước và doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường thông qua xây dựng công trình này là đúng đắn và cần thiết. Khu nghiệp Vân Trung thì hoạt động từ năm 2016 đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và đã xây dựng các trạm xử lý nước thải và hệ thống thu gom và hồ sự cố. Đối với các hoạt động về môi trường thì công ty Phú Giang cũng có các hoạt động tuyên truyền đối với các doanh nghiệp tư cấp
và phối hợp với lại Sở Tài nguyên Môi trường về các chương trình đào tạo của tỉnh về hướng dẫn về luật bảo vệ môi trường cũng như là các quy chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường về bảo vệ môi trường cho khu nghiệp. Nhờ nỗ lực đầu tư về cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện về các thủ tục giấy tờ liên quan tới môi trường từ cơ quan quản lý nhà nước mà khu công nghiệp Vân Trung nói riêng cũng như các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang nói chung đã bảo đảm được các tiêu chuẩn về môi trường, đồng thời hỗ trợ cho hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp ổn định sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Chủ động trong vấn đề đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp trong cái thực thi chính sách pháp luật về môi trường, những cái quy định mới trong cái việc như là từ cái việc đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đến cái việc xây dựng hoàn thành cái công trình bảo vệ môi trường. Thế rồi chủ động tháo gỡ những cái khó khăn, vướng mắc liên quan đến những cái quá trình triển khai chấp hành pháp luật về môi trường của doanh nghiệp. Thì cơ bản 100% những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp kiến nghị lên thì đều được các cái cơ quan chức năng của địa phương giải quyết. Thế rồi các cái thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường cũng đều kịp thời giải quyết. Những nỗ lực đồng hành giữa cơ quan quản lý môi trường cùng với doanh nghiệp đã giúp Bắc Giang nằm trong top 10 tỉnh thành có điểm PGI cao nhất năm 2022. Theo chỉ số đánh giá PGI năm 2022, chỉ khoảng hơn một nửa số doanh nghiệp trên toàn quốc có mức độ đánh giá chất lượng môi trường tại địa phương là tốt hoặc rất tốt. Khoảng 30% doanh nghiệp cho biết địa phương nơi họ hoạt động là không ô nhiễm hoặc chỉ hơi ô nhiễm. Đáng lưu ý, 58% doanh nghiệp quan sát thấy hiện tượng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường là phổ biến tại địa phương, từ đó cho thấy mức độ quan tâm tới môi trường và hành động của cơ quan quản lý tác động tới vị trí trên bảng xếp hạng. Nó thể hiện cái nỗ lực của các địa phương trong cái công tác về môi trường. Nên người ta nhìn vào thì thấy là nếu một chỉ số càng cao thì địa phương này là thể hiện cái sự quan tâm của cái công tác bảo vệ môi trường trong cái quá trình phát triển xã hội. Ở đây cũng thể hiện cái quan điểm nhất quán là cái quan điểm của Đảng nhà nước ta là phát triển kinh tế là phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Cái thứ hai thì cái chỉ số PGI thì nó cũng nằm trong cái thông tin quan trọng để giúp cho cái cơ quan nhà nước trong cái quá trình hoạch định rồi xây dựng những kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong báo cáo PGI năm 2022, các doanh nghiệp FDI tỏ ra hài lòng hơn về công tác quản trị môi trường tại địa phương so với các doanh nghiệp tư nhân trong nước cùng tỉnh. Song vẫn có một số lĩnh vực chưa được doanh nghiệp FDI đánh giá tích cực như công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường và xử phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Điều này là dấu hiệu cho thấy khu vực tư nhân ngày càng nhận thức rõ rằng các vấn đề môi trường cũng quan trọng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Qua đó cũng thể hiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thương trường. Tôi thấy rằng là vấn đề về môi trường ở trong khía cạnh của PGI là khía cạnh nó đồng hành với quá trình đầu tư kinh doanh, chứ nó không đi ngược lại. Cho nên là chúng tôi cho rằng là việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thời gian tới thì một mặt là đảm bảo những yêu cầu mà chúng ta vẫn thường thấy trong những quy định về môi trường hay trong yêu cầu môi trường, nhưng một mặt nó vẫn phải thúc đẩy hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, nó vẫn phải tạo ra công ăn việc làm, nó vẫn đóng góp vào ngân sách. Cho nên bảo vệ môi trường ở đây không có nghĩa là chúng ta dừng sự phát triển mà phải thúc đẩy sự phát triển. Việt Nam đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi xanh, do đó chỉ số PGI 2022 có thể được coi là một bộ tiêu chí cho phép đánh giá, đo lường và so sánh những bước tiến chính sách ở cả bốn khía cạnh của quản trị môi trường và chỉ số tổng thể. Chỉ số xanh sẽ góp phần đẩy mạnh tiến trình phát triển kinh tế bền vững và thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các cam kết đã đưa ra tại COP26. Tiến trình chuyển đổi xanh tại nước ta cần đến sự chung tay của cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân để mỗi hành động, từ lớn đến nhỏ, đều giúp lan tỏa và tạo nên những tác động tích cực đến môi trường.
Xuất phát từ suy nghĩ ấy, chị Trần Thị Hương ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập nên hợp tác xã Green Life với hoạt động chính là tái chế rác thải. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hợp tác xã này trong mục Sống Xanh ngày hôm nay. Đây là những chiếc pano áp phích được chế tác thành những chiếc túi đi chợ tiện dụng. Lốp xe cũ được trở thành chậu trồng cây cảnh bắt mắt, hay những tấm vải thừa từ những cửa hàng may được kết hợp may thành túi vải vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ và thân thiện với môi trường. Xuất phát từ lối sống xanh, chị Trần Thị Hương, giám đốc hợp tác xã Green Life Hạ Long đã có ý tưởng thu gom lại những phế phẩm để tái chế thành những sản phẩm hữu dụng. Mong muốn của chị là biến những đồ vật tưởng chừng như bỏ đi, quay trở lại vòng đời thứ hai một cách hữu ích hơn, hướng tới những giá trị bền vững. Tham gia công tác phụ nữ gần 20 năm, thì qua cái công tác hội thì được học và tập huấn nhiều những cái cuộc tuyên truyền về cái lượng rác thải nhựa ra môi trường, thì bọn mình thấy là cái lượng rác thải nhựa Hạ Long cũng nhiều. Tôi muốn những cái tấm ba lô này trở nên tuyệt vời hơn. Nó quay lại vòng đời thứ hai có ích để cho cái việc tiêu dùng, việc sử dụng trong cái đời sống thường ngày nó thay thế cái sản phẩm mà tương tự. Mô hình sống xanh của hợp tác xã Green Life không chỉ truyền cảm hứng, ý thức, trách nhiệm tới cộng đồng mà còn tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục lao động, chủ yếu là chị em phụ nữ. Chị Hương cũng truyền cảm hứng cho chị em là để cho chị em có thu nhập là một, cái thứ hai là có cái niềm đam mê. Đấy, thì mình về mình cũng truyền đạt cho chị em ở tổ dân khu phố với trong gia đình, tức là chồng con rồi mọi người, tức là thu gom rác thải để bởi vì cho đó là đỡ hạn chế rác thải ra môi trường. Được thành lập từ năm 2019, hợp tác xã Green Life Hạ Long của chị Trần Thị Hương đã tái chế hàng chục tấn rác thải nhựa, sản xuất được hàng nghìn sản phẩm tái chế các loại. Đặc biệt, mô hình tái chế này còn được nhiều học sinh, du khách yêu thích, trong đó có cả du khách nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm mô hình tái chế rác thải như thế này. Hợp tác xã Green Life Hạ Long tạo cho tôi rất nhiều động lực trong việc làm mới những vật dụng tưởng chừng đã bị bỏ đi. Chắc chắn rằng sau khi về nước, tôi sẽ giới thiệu đến bạn bè về mô hình này để nếu họ có cơ hội ghé thăm Hạ Long, sẽ không thể bỏ qua điểm đến thú vị này. Đến đây chúng tôi rất thích. Hợp tác xã Green Life Hạ Long là một mô hình rất đáng khuyến khích với các hoạt động tái chế góp phần vào việc bảo vệ môi trường xanh. Không những thế, chúng tôi cũng được truyền cảm hứng về tinh thần sống xanh và có ý thức hơn trong việc tái chế rác thải đã qua sử dụng. Rất tuyệt vời khi được thấy nỗ lực của những người phụ nữ ở đây. Thay vì là phế liệu bỏ đi, rác thải được hồi sinh trở thành những vật dụng hữu ích phục vụ đời sống hàng ngày. Bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, những sản phẩm tái chế của Green Life Hạ Long đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của các thành viên với cộng đồng và môi trường sống, hướng tới bảo vệ môi trường bền vững. Với ý nghĩa sống xanh đang ngày càng lan tỏa, hợp tác xã Green Life Hạ Long sẽ có thêm nhiều động lực để ngày càng phát triển, có thêm niềm tin, nhiều người bạn mới để đồng hành cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, làm cho môi trường sống ngày càng đẹp hơn và xanh hơn. Những hình ảnh ấn tượng về hoạt động tái chế vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau.